Ngày hôm nay mời các bé cùng lắng nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Tên truyện thật là ngộ nghĩnh phải không nào? Cô bé quàng khăn đỏ là một câu chuyện cổ tích kể về một cô gái trẻ và một con sói già độc ác. Cô bé mãi chơi quên lời mẹ dặn, đến nỗi bị chó sói lừa ăn thịt cả cô và bà ngoại vào trong bụng. Để biết được rõ sự tình như thế nào, liệu cô bé và bà của mình có được cứu thoát khỏi con sói gian ác kia không? Chúng ta hãy lắng nghe thật chăm chú nhé! Ngày xưa, có một cô bé rất ngoan ngoãn, tốt bụng. Cô luôn được mọi người yêu mến. Bà ngoại là người yêu cô nhất. Sinh nhật cô bé, bà đang tặng cô một chiếc khăn màu đỏ rất đẹp. Hễ đi đâu cô bé cũng quàng. Vì thế nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm nọ, bà ngoại bị ốm. Mẹ dặn khăn đỏ đem bánh sang biếu bà. Trước khi cô bé ra khỏi nhà, mẹ dặn cô rất kỹ. Con à, sang bà thì con đi đường thẳng đến nhà bà luôn nha. Đừng la cà dọc đường, đường vòng qua rừng có rất nhiều chó sói đấy. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ, rồi cầm giỏ bánh đi sang nhà bà ngoại. Nhưng vốn ham chơi, trên đường đi, cô bé thấy đường qua rừng có rất nhiều hoa thơm, bướm màu sắc sặc sỡ đang tung tăng bay lượn. Mãi chơi quá, cô bé quên mất lời mẹ dặn. Cứ thế đi men theo đường rừng. Đi được một đoạn đường thì gặp bạn Sóc. Sóc nhắc nhở cô bé. Cô bé quàng khăn đỏ ơi, cô quên lời mẹ dặn rồi à. Cô quay lại đi đường thẳng đi. Đi đường vòng sẽ bị sói ăn thịt đấy. Mặc cho Sóc càng ngăn, cô bé vẫn rong ruổi theo đàn bướm. Cô bé vừa tung tăng trên đường, vừa bắt bướm hái hoa. Đến tới giữa khu rừng thì cô bé gặp chó sói. Sói nhìn thấy khăn đỏ thì mừng lắm. Vậy là đã có bữa ăn rồi. Sói ngay lập tức nhảy ra từ bụi rậm, tiến đến trước mặt cô. Chó sói cất giọng ầm ầm. Này nhóc con, đang tung tăng đi đâu thế? Nhìn thấy chó sói, khăn đỏ sợ hãi. Cô run run trả lời. Bà ngoại, cháu bị ốm. Mẹ cháu sai mang bánh sang biếu bà ạ. À. Sói nghe thấy cô bé quàng khăn đỏ nói đang đi sang bà ngoại tặng bánh. Nó thầm nghĩ trong bụng. À, hóa ra con bé này lại còn có cả bà ngoại nữa. Thế thì ta phải tính ăn thịt cả hai bà cháu nó mới được. Sói tiếp tục hỏi, thế nhà bà ngoại cháu ở đâu? Cô bé quàng khăn đỏ đáp. Nhà bà ngoại cháu ở bên kia khu rừng này. Ngôi nhà gỗ có cái ống khói cao tích. Chỉ cần đẩy cửa là vào nhà được luôn. Biết tính cô ham chơi, sói ta liền bảo, bà cháu đang ốm, vậy cháu hãy đi hái ít hoa mang cho bà đi. Khăn đỏ tung tăng đi hái hoa, còn sói chạy thẳng một mạch tới nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy nhẹ cửa vào nhà, rồi vô lấy bà ngoại nuốt chửng ngay. Ăn thịt xong bà ngoại cô bé, nó lên giường đắp kín chăn, giả vờ bà ngoại đang ốm. Khăn đỏ tung tăng hái hoa xong, mới nhớ ra bà ngoại đang chờ, vội vã đến thăm bà. Nhưng lạ thay, cửa đã mở sẵn. Khăn đỏ gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Lo lắng, khăn đỏ tiến tới gần giường và cất tiếng hỏi bà. Bà ơi, bà ốm lâu chưa bà? Sói không đáp, giả vờ rên. Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà. Cô bé quàng khăn đỏ tiến đến cạnh giường. Nhưng cô ngạc nhiên, lùi lại hỏi. Bà ơi, sao hôm nay tay bà to thế? Chó sói vừa trên vừa đáp, tai bà to để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế? Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn. Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi, thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế? Mồm bà to để bà ăn thịt cháu dễ hơn. Khăn đỏ sợ hãi hét một tiếng thật to, nhưng không kịp làm gì. Thế rồi sói vùng dậy, nuốt chửng luôn cả khăn đỏ vào bụng. Ăn no nê, sói nằm giữa nhà, ngáy o, o. Đúng lúc đó, có bác thợ săn đi qua.
Nghe thấy tiếng hét, bác nghĩ chắc chắn không phải là bà cụ ở nhà. Bác đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy con sói đang nằm lăn ra ngủ. Bác thợ săn đoán chắc nó đã ăn thịt bà rồi. Bác thợ săn liền lấy dao mổ bụng chó sói và kịp thời cứu được hai bà cháu khăn đỏ ra ngoài. Từ đó trở đi, cô bé quàng khăn đỏ ngoan ngoãn, không bao giờ quên lời mẹ dặn nữa. Các em ơi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những câu chuyện tiếp theo nhé. Hôm nay chị sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện có tựa đề rất lạ nghe. Đó là câu chuyện Công chúa hạt đậu. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ngày xưa, có một hoàng tử muốn tìm một công chúa xứng đáng để cưới làm vợ. Chàng đi khắp thế giới để mong tìm được người hợp ý chàng. Chàng đã gặp biết bao nhiêu công chúa, nhưng ai cũng bị chàng chê. Hoàng hậu là người luôn theo dõi cuộc tìm kiếm của chàng, dần dần cũng không còn kiên nhẫn nữa. Bà hỏi, Thế nào, tiểu thư hôm qua ngủ có ngon trên chiếc giường đẹp và mềm đó không? Hoàng hậu hỏi cô gái. Cô gái tội nghiệp nói, ô, hầu như cả đêm cháu không chợp mắt. Hoàng hậu im lặng, rất hy vọng, nháy mắt nhìn đức vua. Cô gái kể tiếp, có trời mới biết được có cái gì đấy ở giường, cháu nằm lên vật gì đó rất cứng, đến nỗi toàn thân cháu thâm tím lại. Hoàng hậu kêu lên, có phải chứ, qua 20 tấm đệm và 20 tấm khăn trải làm bằng lông tơ ngỗng mà tiểu thư vẫn cảm nhận được hạt đậu bé xíu. Tiểu thư đúng là một công chúa đích thực. Cả lâu đài bừng lên không khí hân hoan vì họ đã tìm được một công chúa xứng đáng. Không chút chần chừ, hoàng tử cầm tay cô gái và đám cưới linh đình được tổ chức. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé vào những câu chuyện kế tiếp nha. Công chúa ngủ trong rừng là một câu chuyện cổ tích thế giới với nhân vật chính là một nàng công chúa xinh đẹp, say mê ngủ tên Hồng Hoa. Và một chàng hoàng tử đẹp trai đến đánh thức nàng bằng một nụ hôn chân thành. Ngày hôm nay, các bé hãy cùng lắng nghe câu chuyện này nhé! Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một đức vua và hoàng hậu sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy thế, mãi mà họ vẫn chưa có con, ngày nào hai người cũng thầm mong ước.
ước gì chúng ta sinh được một đứa con nhỉ? Một hôm, khi hoàng hậu đang tắm, thì bỗng từ đâu một con ếch nhảy tới bên và nói với bà: điều nhà vua và hoàng hậu mong ước bấy lâu sắp trở thành sự thật. Năm nay bà sẽ hạ sinh một công chúa kháu khỉnh. Quả nhiên đúng như lời ếch đã báo, hoàng hậu sau đó hạ sinh một cô công chúa bé nhỏ xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua vô cùng sung sướng nên đã mở hội ăn mừng và cho mời tất cả họ hàng thân thuộc cùng các bà mụ đến để họ có thể chúc phúc và tận tâm săn sóc công chúa bé nhỏ. Trong vương quốc bấy giờ có tất thảy 13 bà mụ, nhưng nhà vua của chúng ta lại đản trí, chỉ gửi thiệp mời tới 12 bà thôi. Lễ hội chúc phúc cho công chúa diễn ra rất linh đình và vui tươi. 12 bà mụ đến bên nôi ngắm nhìn và niệm chú chúc mừng công chúa. Bà đầu tiên chúc nàng đức hạnh, bà thứ hai ban cho nàng sắc đẹp, bà thứ ba chúc công chúa có được sự giàu sang. Lần lượt các bà mụ chúc phúc cho nàng những điều tốt đẹp nhất mà bất cứ ai trên trần gian cũng phải mơ ước. Khi bà thứ 11 vừa dứt lời chúc tụng, thì bỗng bà mụ thứ 13 xuất hiện. Vì cảm thấy tổn thương không được đức vua mời tới dự tiệc, bà ta muốn trả thù. Bà ta hầm hầm lao tới bên nôi công chúa bé nhỏ, rồi hét lên một lời nguyền độc địa. Khi vừa tròn 15 tuổi, công chúa sẽ bị chết bởi mũi quay sợi đâm vào tay. Nguyền rủa xong, bà ta bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người. Lúc này bà mụ thứ 12 bước ra, bà vẫn chưa gửi lời chúc tới công chúa. Tuy không thể giải được lời nguyền độc địa kia, nhưng bà có thể làm giảm nhẹ nó. Bà nói, công chúa xinh đẹp của chúng ta sẽ không chết, nàng chỉ ngủ một giấc dài trăm năm. Năm tháng trôi qua, tất cả những lời chúc của các bà mụ giờ đã trở thành sự thật. Công chúa xinh đẹp, thông minh, đoan trang, khiến ai gặp cũng phải yêu quý nàng. Còn vua cha do quá ám ảnh bởi lời nguyền nên đã ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. Nhưng chuyện rồi cũng xảy ra, đúng vào ngày công chúa tròn 15 tuổi trăng rằm. Hôm ấy, công chúa đang dạo chơi lang thang khắp cung điện. Đi mãi, cuối cùng nàng bắt gặp một chiếc cầu thang. Nàng tò mò trèo lên từng bậc thang xoáy trong ốc chật hẹp và nhìn thấy một chiếc cửa nhỏ. Nàng mở cửa thấy trong căn buồng cũ kỹ có một bà già đang ngồi chăm chú kéo sợi. Nàng lễ phép hỏi: cháu xin chào bà, cho cháu hỏi bà đang làm gì đấy ạ? Bà lão đáp lời mà đầu không ngẩng lên: bà đang kéo sợi. Thế cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hả bà? Vừa mới sờ vào xa kéo sợi thì công chúa tội nghiệp bị mũi quay đâm vào tay. Nàng ngã xuống chiếc giường ở cạnh đó và thiếp đi. Lời nguyền của bà mụ thứ 13 hiệu nghiệm. Cũng trong lúc đó, cả cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên. Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng lăn ra ngủ. Đến cả các loài vật nuôi trong chuồng cũng say ngủ. Gió ngừng thổi, cây cối không một chiếc lá rụng. Thế rồi, ngày này qua ngày khác, năm nối tiếp năm. Xung quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm rạp, chả mấy chốc đã phủ kín cả lâu đài. Lâu dần trong miền vương quốc ấy, người dân sống lâu truyền miệng lại với nhau là có một bông hồng xinh đẹp đang say ngủ nơi đây. Người ta gọi nàng là công chúa hồng hoa. Năm tháng trôi đi, một ngày đẹp trời kia lại có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú dạo bước qua nơi này. Chàng tình cờ trò chuyện với một ông lão và được ông kể lại rằng sau đám bụi gai rậm rạp kia là một tòa lâu đài. Ở đó có nàng công chúa xinh đẹp tên là Hồng Hoa đang say ngủ, đã được trăm năm. Có rất nhiều người đã liều mình xông vào đó để cứu nàng, nhưng đều không thể quay về. Hoàng tử nghe xong câu chuyện cảm thấy rất tò mò. Chàng quyết tâm đi vào lâu đài tìm nàng công chúa đang say ngủ, bất chấp sự thất bại của những người trước. Mặc cho ông lão ra sức can ngăn, hoàng tử nói: con không sợ, con sẽ bước vào bên trong tòa lâu đài để gặp nàng hồng hoa xinh đẹp.
Lúc này cũng là lúc thời hạn 100 năm kết thúc, đã đến lúc công chúa Hồng Hoa tỉnh giấc. Hoàng tử tiến lại gần thì chỉ thấy những bông hồng nở tươi như chào đón chàng và giãn lối để chàng đi khỏi bị xây xác. Chàng đi qua tới đâu, bụi hồng gai khép kín lại đến đó. Đến nơi, chàng ngạc nhiên thấy người và vật đang lặng lẽ ngủ say. Chàng đi vào điện chính, thấy cả triều đình đều ngủ. Trên ngai vàng, vua và hoàng hậu cũng đang ngủ. Mọi thứ im lặng tới nỗi có thể nghe thấy rõ hơi thở của chính chàng. Tiếp tục đi, chàng tới căn phòng nơi công chúa Hồng Hoa ngủ. Chàng mở cửa bước vào và nhìn thấy nàng nằm đó, mắt nhắm như đang ngủ, môi vẫn đỏ và da nàng vẫn hồng hào sau biết bao nhiêu năm tháng. Nàng quả thật vô cùng xinh đẹp. Hoàng tử ngắm nhìn nàng không rời mắt, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Và rồi công chúa Hồng Hoa bừng tỉnh, mở mắt nhìn chàng đầy trìu mến. Hai người dắt tay nhau đi xuống lầu. Tiếp đó, nhà vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều đã tỉnh dậy sau 100 năm dài đằng đẵng trong giấc ngủ. Ngay sau đó, lễ thành hôn của hoàng tử và công chúa Hồng Hoa được tổ chức linh đình. Hai người sống bên nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau. Chuyện đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những câu chuyện tiếp theo nhé! Hôm nay chị sẽ kể cho các bé cùng nghe câu chuyện về một cô gái có mái tóc rất dài và đẹp. Nàng được gọi là công chúa tóc mây. Nàng bị giam trong một tòa tháp, không được giao tiếp với con người, trừ một phù thủy độc ác đã nhốt nàng. Liệu nàng có thoát khỏi bàn tay mụ ta không? Nào, các bé cùng nghe câu chuyện nhé! Ngày xưa, có hai vợ chồng lớn tuổi, nhưng mãi mới sinh được đứa con gái đầu lòng. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ. Mọi người đều biết đó là mảnh vườn của một mụ phù thủy, nên không ai dám trèo tường vào vườn. Một ngày nọ, bà vợ nhìn qua cửa sổ, thấy đằng xa có một bông hoa màu tím, sáng lấp lánh. Bà ước có một bông hoa để cầu chúc cho đứa con của mình cũng xinh đẹp như hoa. Ông nó ơi, ông có nhìn thấy bông hoa đằng xa kia không? Nó mới đẹp làm sao? Ông hãy đi hái bông hoa đó về cho tôi được không? Ông lão vì yêu vợ nên đã đi hái bông hoa ấy về cho bà. Nhưng ông không ngờ đó lại chính là vườn hoa phép thuật của một phù thủy. Này, lão già kia, sao mi dám lấy trộm hoa của ta hả? Thưa bà, tôi không biết là bông hoa này của bà nên đã lỡ hái, xin bà tha cho. Mi hái hoa để làm gì? Dạ, vợ tôi mới sinh con gái, bà ấy muốn một bông hoa thật đẹp để chào đón đứa con đầu lòng ạ. Mụ bất giận và nói: Người có thể hái hoa như người muốn, nhưng với điều kiện đứa con vợ người đẻ phải giao cho ta nuôi, ta chăm sóc nó như con đẻ của ta. Trong lúc hoảng sợ, người chồng đồng ý tất cả. Đến khi người vợ sinh con, mụ phù thủy tới đòi, đặt tên đứa bé là Rapunzel, rồi mụ bế đứa bé đi luôn. Rapunzel lớn lên ngày càng xinh đẹp. Năm Rapunzel 12 tuổi, mụ phù thủy nhốt cô ở trong một cái tháp không có bậc lên hay cửa để ra vào. Mỗi khi muốn vào tháp, mụ phù thủy phải gọi: Rapunzel, Rapunzel, ta muốn leo lên, bệnh thả tóc xuống. Rapunzel có một bộ tóc dài ống mượt, mái tóc vàng, nòm cứ tưởng như những sợi vàng ròng. Mỗi khi nghe giọng mụ phù thủy gọi, Rapunzel gỡ mái tóc dài ra, buộc một đầu vào chiếc móc ở tháp và thả đầu kia xuống. Tóc Rapunzel dài chạm đất, mụ phù thủy đu theo mái tóc mà lên tháp. Nhiều năm trôi qua, một ngày kia, có hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua. Chàng nghe thấy có tiếng hát vang ra từ trong tháp. Chàng dừng ngựa để nghe. Đó là tiếng hát của Rapunzel. Nàng hát cho đỡ buồn. Hoàng tử tìm đường vào trong tháp, nhưng không thấy cửa ra vào. Chàng ra về nhưng trong lòng còn bâng khuâng nhớ người có giọng hát hay. Và từ đó, ngày nào hoàng tử cũng tới gần tháp để nghe hát.
Một hôm, trong lúc hoàng tử đang đứng sau một gốc cây cổ thụ, thì thấy một phù thủy bước tới gần tháp gọi với lên. Rapunzel, Rapunzel, ta muốn leo lên, bệnh thả tóc xuống. Rapunzel thả bím tóc xuống, mụ phù thủy leo lên. Hoàng tử nghĩ, phải chăng đó chính là cái thang để leo lên tháp? Ta cũng thử một lần xem sao. Ngày hôm sau, đợi lúc trời sẫm tối, hoàng tử tới gần tháp gọi với lên. Rapunzel, Rapunzel, ta muốn leo lên, bệnh thả tóc xuống. Bím tóc được thả xuống, hoàng tử leo lên. Rapunzel chưa từng gặp người đàn ông nào trong đời nên rất hoảng sợ. Hoàng tử vui vẻ, nhã nhặn, dùng lời lẽ nhẹ nhàng kể cho Rapunzel nghe rằng chàng từ khi nghe nàng hát đến giờ lòng lúc nào cũng khao khát được gặp người hát. Rapunzel dần dần tĩnh tâm lại. Hoàng tử hỏi nàng liệu có thể sống bên nàng được không. Nàng thấy chàng đẹp trai, khỏe mạnh nên cũng rất ưng. Nàng đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay chàng và nói: Em cũng rất muốn đi cùng với anh, nhưng em không biết làm cách nào để tuột xuống chân tháp. Nếu như mỗi lần đến thăm em, anh mang cho em một bó tơ, em lấy tơ bệnh thành chân dây chảo. Khi nào dây chảo bệnh xong, em sẽ tuột xuống chân tháp. Anh đón em lên ngựa và hai ta cùng đi. Hai người hẹn với nhau rằng cứ chiều tối chàng lại tới, vì ban ngày mụ phù thủy tới. Mụ phù thủy hoàn toàn không biết chuyện hẹn hò giữa hoàng tử và Rapunzel. Một hôm, Rapunzel hỏi: Bà ơi, cháu hỏi bà nhé, tại sao kéo bà lên tháp cháu thấy nặng hơn là kéo hoàng tử? Mụ phù thủy liền la mắng: Ái chà, mày nói như vậy, tao tưởng tao đã cách ly mày với thế giới bên ngoài rồi. Không ngờ mày còn có thể đánh lừa được cả tao. Trong cơn tức giận, mụ túm tóc Rapunzel, lôi giật và tay trái ghi Rapunzel, tay phải cầm kéo cắt tóc. Xoạt xoạt, những bím tóc óng mượt rơi xuống đất. Mụ vẫn chưa hả giận, mụ đưa Rapunzel bỏ vào rừng sâu để nàng phải sống trong cảnh bị đói khát dằn vặt. Hôm sau, hoàng tử cũng leo lên mái tóc để lên gặp nàng. Nhưng leo được lưng chừng thì mụ phù thủy cắt phăng mái tóc khiến chàng rơi xuống. Rất may, chàng lại rơi trên mái tóc dày nên chẳng bị gì cả. Còn mụ phù thủy thì không còn mái tóc để leo xuống và bị mắc kẹt trên lâu đài mãi mãi. Hoàng tử đi tìm khắp rừng nhưng chẳng thấy Rapunzel đâu. Đang lúc nản lòng thì bỗng chàng nghe thấy tiếng hát thánh thót, đi theo giọng hát. Cuối cùng chàng cũng tìm được nàng. Chàng cùng nàng trở về vương quốc của mình. Họ được đón tiếp trọng thể trong niềm vui chung của mọi người. Từ đó, hai người sống bên nhau trong bình an và hạnh phúc. Chuyện kể đến đây là hết rồi. Xin chào các bé nha!